Em chuẩn bị đi chợ à? Vâng ạ. Em có tiền không? Đưa anh ít đi. Ờ, em mới đưa anh hôm qua, đã hết rồi á? Hết thì anh mới hỏi, con thì hỏi làm gì? Em buồn cười. Ờ. Còn từng này thôi á? Vâng, anh lấy hết như thế, em lấy tiền đâu mà trả lại khách? Ôi giời, tưởng gì? Không có thì vào quán mà đổi, có thế thôi. Vâng, anh sắp tốt nghiệp rồi, cố lên nhá. Ừ, anh đi đây. Tối nay anh học nhóm với mấy thằng bạn. Em đừng đợi cơm nhá. Vâng ạ. Ôi giời. Cảm ơn anh Dương nhá. Không sao, đằng nào anh cũng chưa có khách mà. Mà em có mang xôi cho anh không đấy? Em nhớ mà, em mang đây ạ. Anh lấy hộ em với. Đây à? Vâng ạ. À, anh gửi tiền này. Ồ, em không có tiền trả lại đâu. Thôi, cứ cầm lấy, mai anh lại ăn tiếp, lo cái gì. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Em xin. Sao em khách sáo thế, có qua có lại mà. Mà ngày nào anh cũng nhịn ăn sáng đến tầm này để mua xôi cho em à? Ừ, tại xôi của em ngon mà. Vâng. Ơ, em sao thế? Lòng nhà em sắp tốt nghiệp, bao nhiêu thứ tiền phải lo, em đang đau đầu quá. Thế cậu ta vẫn không đi làm thêm gì à? Đến thời gian ở nhà anh ấy còn không có, thì làm sao mà đi làm thêm được à? Với kể cả có đi làm thêm thì em cũng không cho, vì em sợ ảnh hưởng tới việc học của anh ấy. Có bao giờ em nghĩ em hy sinh nhiều như vậy có đáng hay là không không? Trong tình yêu, làm gì có đúng hay sai, đáng hay không đáng đâu hả anh? Phi Long thật có phúc khi có được em. Anh mệt lắm à? Mệt thật. Lớp lại hư quạt, nóng không chịu được. Vậy anh nghỉ ngơi rồi dậy ăn cơm anh nhá. Chẳng muốn ăn gì đâu, em ăn đi. Ờ, anh không ăn thì lấy sức đâu mà học. Đã bảo là không ăn rồi, đi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi. Phiền chết đi được. Anh dậy rồi à? Em đã rán trứng và phần cơm cho anh. Anh ăn rồi đi học nhá, em đi làm đây. Lại trứng rán, ngán đến tật cổ rồi. Em có biết làm món gì mới hơn à? Tại hôm nay em đi chợ về hơi muộn anh ạ. Có hôm nào em về sớm đâu, mà hôm nay cứ về muộn. Anh, vậy anh cầm ít tiền ra quán mua gì ăn, chứ nhịn đói thì làm sao có sức mà học. Thì đưa đây. Nói nhiều. Hello. Hôm nay anh giờ có việc gì mà vui thế? Anh vừa có cuộc xe ngoại thành, kiếm được mấy lết. Vậy à, chúc mừng anh nhá. À, lấy cho anh 2 quả bóng bay. Ồ, làm gì thế anh? Thì cứ lấy cho anh. Vâng. Đây. Đây. Cho anh 2 quả cam. Vâng. À, anh gửi tiền. Em xin, nhưng mà anh lấy bóng bay làm gì thế ạ? Thì em vừa bảo chúc mừng anh còn gì. Ừ. Nghĩ ra tiếc anh nhở, mấy chục nghìn cứ thế mà nổ mất. Này, em thả lỏng một chút đi, tiền bạc nó sắp làm em đến không thở được rồi đấy. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà lại sắp đến ngày nộp tiền học cho anh Long rồi, em thả lỏng làm sao được. Chẳng biết em là người yêu hay là mẹ của nó nữa. Chắc là cả hai anh ạ. Này. Dạ. Em làm cả ngày cả đêm như thế không thấy mệt à? Em chỉ ngồi không, chứ có làm gì đâu. Anh cũng giống em mà, làm cả ngày lẫn đêm, có thấy anh kêu mệt đâu. Nhưng mà bọn anh là đàn ông, nó khác. Ơ, người yêu em kìa. Mày đứng chờ tao tí. Anh đi đâu đấy? Anh đi chơi với bạn, em có tiền không đưa anh ít. Ơ, sao anh lấy nhiều thế? Còn để tiền đóng học nữa chứ. Anh biết rồi. Mày em buồn cười thật đấy. Cứ mỗi lần đưa tiền cho anh á, là mặt lại như đưa đám ấy.
Em... Này cậu, cậu làm thế mà được à? Ờ, anh là ai mà can thiệp vào chuyện của tôi? Ờ, đây là anh Dương, bạn của em anh ạ. Bạn em? Này cậu, Nhiên làm việc cả ngày cả đêm để lo cho cậu. Cậu không thương cô ấy thì thôi, còn đối xử với cô ấy như thế à? Cậu thấy có lỗi à? Ờ, tôi đối xử thế nào là việc của tôi? Nhiên không nói thì thôi, cậu là cái thá gì mà lên tiếng. Nhưng mà tôi thấy chướng mắt. Thôi, anh đi đi. Anh Dương, em không thích anh nói như vậy với Phi Long đâu. Em biết anh quan tâm em, nhưng mà anh kệ em đi. Em... xin lỗi anh. Thôi bỏ đi, cuộc sống của em tùy em vậy. Này em. Dạ. Anh đến hạn phải đóng tiền học rồi đấy. Ờ, vâng, em để sẵn ở trong ba lô anh rồi. Ừ, bạn em thế nào rồi? Ai cơ ạ? Cái thằng xe ôm đấy. Anh đi rồi, nó có nói gì anh không? Anh ấy hơn mình nhiều tuổi mà, lại còn hay giúp đỡ em nữa. Anh đừng gọi anh ấy như vậy. Ờ, nó là xe ôm thì anh gọi nó là xe ôm. Không nghe, anh ấy gọi nó là bố đời à? Sao dạo này anh hay nổi cáo vô cớ với em thế? Tính tôi xấu thế đấy. Không thích thì sang mà ở với cái thằng xe ôm đấy. Anh... đi ngoại tỉnh thôi đang mệt. Ơ, mà mấy hôm nay không thấy cô ấy đâu, không biết có chuyện gì xảy ra không nhở? Không được, mình phải đi tìm cô ấy xem thế nào. Dương à, anh mới chở khách về à? Sao em không ngồi bên kia nữa? À, em... bên này vừa nắng, vừa ít người qua lại, sao em qua đây làm gì? À, em ngại ạ. Anh hiểu rồi, em qua đó ngồi đi. Anh chạy theo đơn mà, nên là anh đứng đâu cũng được, không phiền đến em đâu. Không phải, em sợ Phi Long lại hiểu lầm, rồi làm phiền đến anh. Anh hiểu mà, em cứ qua đó đi, anh còn nhiều chỗ đứng mà. Vâng, cảm ơn anh đã hiểu cho em ạ. Ờ, thôi anh đi đây. Vâng, anh đi cẩn thận ạ. Tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi. Anh tốt nghiệp rồi. Thật vậy ạ? Vậy là anh sắp được đi làm rồi đúng không? Ừ, ngày mai anh đi nộp hồ sơ luôn. Vậy là em sắp được anh nuôi ạ? Tất nhiên rồi, những năm tháng vất vả của chúng ta sẽ qua nhanh thôi. Ơ, không xin được việc à anh? Cố lên anh nhá, rồi sẽ có chỗ họ nhận anh thôi. Nhiên. Ơ, anh Dương, lâu lắm mới gặp anh, dạo này anh có khỏe không? Anh khỏe. Hôm nay không đi bán hàng à? Phi Long nhà em xin được việc làm rồi. Hôm nay em đi chợ mở tiệc liên hoan, chúc mừng anh ấy xin được việc làm anh ạ. Vậy chúc mừng em, từ nay đỡ vất vả rồi nhá. Vâng, em cảm ơn. Thôi anh đi làm đi, em đi chợ đây. Ờ. Ơ. Nhiên. Anh Dương à? Anh tưởng Phi Long nhà em đi làm rồi cơ mà, sao anh vẫn bán hàng ở đây? Em ở nhà mãi, cũng chán anh ạ. Đi, anh, đi theo em. Còn nhiều chỗ mà. Nhưng mà xoài lắc mỗi chỗ này là ngon thôi, anh không thương em à? Cho em với người yêu em mỗi người một túi xoài lắc đi chị. Chị ơi.
Chị ơi. Đây, xoài của anh chị đây. Em gửi tiền nhá. Cảm ơn. Thôi đi anh, cái chị này hôm nay làm sao á? Em không sao chứ? Nhiên. Em dành cả thanh xuân cho người ta, nhưng rồi sao? Em nằm viện như vậy, nó không hỏi han em đến một câu. Em thấy có đáng không? Có đáng không? Có chuyện gì không? Cậu có còn lương tâm không đấy? Ý anh là sao? Nhiên vì cậu làm ngày làm đêm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Vậy mà cậu... Là cô ấy tình nguyện, tôi không ép. Cô ấy bệnh dồn bệnh, tâm tình lại không tốt, cơ thể đang rất suy sụp. Tại sao cậu không vào thăm cô ấy dù chỉ một lần? Chẳng phải có anh rồi hay sao? Cậu... Đúng vậy. Những năm tháng nghèo hèn, phải ngửa tay xin tiền người yêu từng đồng một, tôi đã chịu đủ lắm rồi. Ngọc cho tôi công việc, cho tôi địa vị, anh nghĩ xem tôi có nên chọn cô ấy không? Mày khốn nạn. Tôi sẽ đền bù cho Nhiên thỏa đáng. Anh về đi. Mày nghĩ mày đền được thanh xuân, ước mơ của cô ấy sao hả? Anh Dương. Bỏ đi anh. Làm ơn đưa em về đi. Em đến rồi thì hay. Giờ chúng ta là hai thế giới khác biệt. Sau này đừng phá vỡ cuộc sống của anh. Tạm biệt.